Cưng xỉu khoảnh khắc Á hậu Phương Nhi cười toe toét khi được Brad Isaac hỏi han có lạnh không. Mới đây, nhiều thành viên mạng chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Á hậu Phương Nhi sánh bước cùng nam ca sĩ Isaac trên đường phố. Tại đây, Phương Nhi không giấu được nụ cười rạng rỡ khi được đối diện với Brad của mình. Đáng chú ý, nàng Á hậu còn cười hạnh phúc khi được Brad của mình hỏi thăm có lạnh không. Trước đó, sau khi kết thúc cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Á hậu Hai Phương Nhi đã tiết lộ rằng Isaac chính là mẫu bạn trai lý tưởng của mình. Phương Nhi cho biết cô đã được gặp và thực hiện video cùng nam ca sĩ trong khuôn khổ cuộc thi này nên đã đem lòng say mê nhan sắc của anh chàng. Trong khi đó, nam ca sĩ Isaac lại đỏ mặt khi biết mình là crush của Á hậu Phương Nhi. Tại một sự kiện, Isaac từng chia sẻ về Phương Nhi như sau. Á hậu Phương Nhi là cô gái mà lần đầu mình gặp đã phải thốt lên. Sao mà xinh vậy? Bởi cô sở hữu gương mặt rất đẹp, trong sáng và mình còn nhớ bạn là người đứng bên trái mình trong phân cảnh ở du thuyền. Được biết nam ca sĩ từng thực hiện MV cùng với top 37 thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022.